Dạ, tụi em có cơ duyên gặp nhau ở Phà Cát Lái. Lúc đó em đại diện cho quận phường, quận chính. Còn ảnh thì đại diện cho quân đội, là lúc đó đi cuộc meeting diễu hành quân đội. Rồi cái ấn tượng đầu tiên mà em nhìn thấy anh bộ đội này, đó là cái gì? Nhà xấu. Nhà xấu. Ốm mà ốm đen nè. Đen nè. Em làm bộ đội cho nên là nhìn thấy bộ đội em thích lắm. Mà lúc đó có nhiều đơn vị lắm, đơn vị nào cũng mang đồ khác nhau. Cho nên là em cứ tới một đơn vị em xin chụp hình chung. Cầm hình đó em về hỏi ba là đơn vị nào, thì vô tình là có hình của ảnh. Là em đến em xin chụp ảnh cùng anh ấy. Quân có bất ngờ không? Em cũng cảm thấy bất ngờ bởi vì là ít người mà xin chụp hình như vậy lắm. Cái lúc đó là Quân mặc quân phục hay là mặc đồ bình thường? Dạ lúc đó em mặc đồ giả chiến ạ. Lấy vợ đẹp ra hay là đi quân đội đẹp ra? Dạ lấy vợ đẹp ra. Thế thì Quân thì sao? Quân có ấn tượng gì với cô gái này không? Ấn tượng đầu tiên của em là tự nhiên là có một cô gái tới mà xin chụp hình chung với mình là mình đã sẽ là có ấn tượng rồi. Lúc mà nhìn từ xa là rất là lăng xăng, nhoi á, nhoi luôn. Nhoi, lo nhoi đó. Đúng không? Chạy hết chỗ này đến chỗ kia rồi xin chụp hình. Nhưng mà thấy thích không? Thích nên là bây giờ mới được thành vợ chồng. Gu này là gu nhoi anh. Thế còn vợ thì sao? Anh thì có phải gu của em không? Dạ không ạ. Dạ không ạ. Trong cái buổi meeting đó thì em có nhìn thấy những cái bóng dáng của các quân nhân, của các anh chiến sĩ, em có để nào khác ngoài này không? Dạ có. Mắt sáng rực lên vậy anh. Ôi trời. Giống như ngày hôm qua vậy đó. Trong mấy cái tấm hình đó thì em có để hai anh, nhưng mà em không có xin số điện thoại. Thì có anh này mới xin số điện thoại. Ủa mà lý do gì xin số điện thoại của ổng? Ảnh xin em. Dạ, em xin. Mai động xin đó nghe. Tức là gặp nhau bao lâu thì là bắt đầu có cái dự meeting đó là năm 2018. Là bây giờ là 5 năm rồi. Khi em có điện thoại rồi đó Quân, em liên hệ cô này liên tục đúng không? Dạ em có liên hệ rồi, có 8 tỉnh đi chơi tìm hiểu á, 6 tháng nhưng mà tìm không hiểu. Đến khi nào thì em mới có cảm tình với anh này? Em Home thiết kế xây dựng và thi công nội thất. Tới năm 2022. 4 năm luôn hả? 4 năm là hai người làm gì vậy? Ảnh của em 6 tháng nhưng mà em không có thích. Tại vì em suy nghĩ là nếu mà quen bộ đội thì mình sẽ một mình hoài, mình không có hạnh phúc. Em chỉ ngưỡng mộ mấy anh bộ đội tại vì mấy anh giống ba em á. Hai tụi em ngừng liên lạc với nhau. Thì cho tới năm 2022 thì tụi em có liên lạc lại. Lúc đó dịch em bán hàng online thì ảnh mua thường xuyên. Đây là một cái cách để cưa đây này anh này. Đầu tư đó. Có đầu tư. Em ở đơn vị thì cũng buồn, độc thân nữa. Các anh có vợ thì nhiều khi là đơn vị còn có thể tạo điều kiện cho về với vợ một tí. Còn như thế em là cấm hẳn 100%. Em mới lên trên mạng rồi kiếm mua mấy cái đồ ăn vặt rồi các kiểu á. Thì gặp vợ cũng đang bán, lúc đó vợ đang bán. Lý do gì mà em lại quay trở lại với cô gái này? Thời gian sau á, thì khi mà mua hàng online xong á, thì có nói chuyện nhiều lắm. Em cũng có gọi là tán tỉnh. Thì vợ em ấy thì cũng dạng như là lúc nhã mà lúc đớp á. Vợ em cũng có mấy câu mà cũng dạng như là thả thính hay tán ngược lại em á. Cho nên là từ từ rồi hai người mới bắt đầu quen lại. Ủa tại sao vậy? Tại sao lại quay xe hướng về ảnh vậy? Đâu anh ơi, đây là chắc là thời khách này là sụp này. Đây là có một chút gọi là đúng không? Dạ, đúng rồi, tại anh mua hàng anh hay bo em đó. Thông minh. Bây giờ mình đến cái giai đoạn mà hai đứa bắt đầu tìm hiểu lại đó, thì nó có kỷ niệm gì thú vị kể cho anh nghe đi. Sau một thời gian mà mua hàng như vậy đó, là bắt đầu nói chuyện lại chắc là từ tháng 6 á, cũng gần hết dịch rồi, thì bắt đầu nói chuyện lại đến hồi tháng 8, tháng 9 gì. Em có dịp về dưới nhà vợ em, em có tự tay em đan một cái túi sách nhỏ nhỏ như vậy nè. Ôi khéo tay túi không sách. Xong đem xuống tới tận nhà em tặng, tính là gửi ship nhưng mà em bảo là thôi thì mình tự ship đi sẽ chân thành hơn. Thì em mới tự xuống, vợ em gửi cho em một cái định vị, nhà vợ với nhà nội là quay cái đít vào nhau. Định vị sao em chạy lại chạy thẳng một mạch vô ngay nhà nội luôn. Hôm đó là nhà vợ lại có giỗ đông lắm, có cả ông ngoại ngoài quê vào nữa cơ. Vô thẳng nhà nội luôn. Duyên đấy. Ồ, đúng là duyên luôn á. Công nhận. Khi gặp lại thì cái cảm giác em như thế nào? Cũng như là khi mà em nhận cái món quà của Quân á, lúc đó thì em cảm nhận ra sao? Lúc mà gặp lại thì mập, đẹp, nhìn đẹp ra. Anh kêu là em mở gói quà ra đi. Cái em mở ra, trời ơi, đẹp như vậy cho em hỏi. Anh làm à? Anh làm á, em thấy đẹp không? Dạ đẹp, xong em cứ tới giờ luôn. Có mời vô ăn đám giỗ rồi có giới thiệu với dòng họ với bà con được không? Em không có mời mà nhà em mời luôn. Mẹ em nhiệt tình lắm. Ngồi đi con ăn, con ăn này con qua tới nơi gấp đồ ăn cho ăn luôn. Bản thân mình em giúp em đi, họ và tên tuổi quê quán nghề nghiệp nè. Mình tên Nguyễn Đức Ánh. Quê quán là Bài Sơn, Đô Lương, Nghệ An. Mình vào Bình Dương năm 1998, đang lập nghiệp ở đây.
Mình sinh năm mấy anh ấy? 1987. Ừ. Rồi chiều cao con nặng của anh Ánh bao nhiêu nè? Mình được 1m55, cân nặng là 50kg. Ờ. Chờ em xíu. Rồi, thì anh Ánh là vô Bình Dương là lâu vậy rồi, là anh có lập gia đình gì hay là quen nhiều người trong đây chưa nè? À, mình cũng có quen được hai bạn rồi. Ừ, rồi sao chia tay? Một bạn thì nói chung là lúc đó mình làm ăn cũng lo chưa làm ăn không à, cho nên bạn đó thì ở nhà một mình, cho nên đi lăng nhăng nên em đi cặp bồ cặp bịch cho mình không thích, mình chia tay. Còn bạn kia? Bạn kia thì cũng có con rồi, nhưng mà mình sống với bạn kia cảm thấy lớn hơn là cái mình không có giống như không có tình cảm này nọ, nên mình cũng muốn là con là con của con riêng của chị đó hả? Đúng rồi, đúng rồi. Mình chưa có cái thôi lần nào. À, rồi ok. Bây giờ anh nói xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi, có tài lẻ hát hò gì được không? Ờ, mình thì hát thì nói chung là mình lên sân khấu rồi mình hay ngại mà nó không tiếp xúc lắm, nhưng mà mình thì ngoại về mà ngoài giao rồi nấu ăn, vì mình là làm bếp luôn, vì nhà hàng. Là giao. Anh giờ anh nghề nghiệp của anh là gì anh Đức? Hồi qua anh Ánh kinh doanh nhà hàng. Kinh doanh nhà hàng là tự đứng nấu luôn hay giờ là có nhà hàng của anh tên gì? Dĩ An Thôn. Cái gì? Dĩ An Thôn. Dĩ An Thôn hả? Đúng rồi, lên Google là có. Google có hết. Tại quê em cũng ở Bình Dương. Tụi em cũng đang ở Bình Dương luôn. Nên là mình hỏi coi nhà hàng ở đâu. Gần đây gì đó. Qua chạy qua ăn ké ha. Chứ Dĩ An thì là chồng em ngày xưa cũng ở trên đó đó. Dạ. Rồi, mình nói xíu về mẫu người anh mong muốn đi. Bây giờ anh mong muốn mẫu người như thế nào? Về ngoại hình, về tuổi tác, về công việc nè. Nhất ngoại hình thì dễ nhìn là được rồi. Vì mình không có cao, không có bằng A, nhưng mình cũng có dám bước lên ngoại hình là như thế nào. Rồi, cho bạn gái 1.5m trở lên ha. Ok. Rồi, tuổi tác. Tụi thì từ nói chung là 38 trở xuống, bằng tụi mình trở xuống được rồi. Dạ, rồi ví dụ như người ta mẹ đơn thân được không? Được, ok em, không sao, anh rất là thích con nít mình. Dạ, thích nít lắm hả? Anh thì ở với bạn kia, anh còn phải dậy sớm, lúc mà từ mẫu giáo anh dậy sớm đưa đi học rồi rước về cho ăn, cho uống đầy đủ mà. Trời ơi, giỏi gì trời. Rồi về công việc anh có yêu cầu không hay là về phụ giúp anh là được? Không yêu cầu, ví dụ như bạn kia bạn muốn làm ngoài thì bạn cứ làm ngoài, mà nếu mà hỗ trợ mình được cái gì thì hỗ trợ. Mình giờ thời điểm này thì trừ là kinh tế và nhà hàng cũng rất là khó khăn. Nói chung là có công việc ổn định là được ha. Đúng rồi, tại vì mình thì bạn kia có công việc ổn định cũng được, mà không có về hỗ trợ mình cũng được, mà nói chung mình không có yêu cầu về cái đó. Yêu rồi anh còn yêu cầu gì nữa không? Đều là quê quán gì không? Không không. Yêu cầu là mình chỉ cần hiểu nhau, thông cảm cho nhau, biết chia sẻ cho nhau. Rồi ok, thì ở đây thì là chương trình cũng đã ghi nhận hết những cái thông tin của anh Ánh rồi ha. Nếu như mà có người phù hợp thì tụi em sẽ báo với anh để anh lên Sài Gòn ghi hình ha anh ha. À em ơi, cho anh nhà này, nếu mà có được thì anh rất là thích người phụ nữ nào mà bên một là nhà nước, hai cơ quan viên chức cũng được, càng tốt nha. Nhà nước chứ gì? À, công nhân viên chức chưa? À, nhà nước công nhân viên chức rồi, ok rồi, ok anh nha. Rồi, vậy